không tiếc tiền chi cho gái đẹp, bị lừa vố đau đáng giá cả gia tài. Người đàn ông này đã chi tổng cộng hơn 20.000 nhân dân tệ, khoảng 68 triệu đồng trong vòng phát sóng trực tiếp để nhiều lần tặng quà, gửi tin nhắn riêng tư cho cô gái, trở thành anh lớn trên nền tảng này. Sau đó, cô gái đã nhắn tin riêng cho anh ta. Sau một thời gian trò chuyện riêng tư, cả hai tiến vào mối quan hệ yêu đương. Kể từ tháng 2 năm 2022, cô gái xinh đẹp liên tục lấy tiền từ người đàn ông si tình với những lý do như mua mỹ phẩm, quần áo, mừng lễ tình nhân, gặp tai nạn xe hơi, chuyển nhượng tài sản, dính vào kiện cáo. Tiền chi viện cho người yêu của người đàn ông này đã lên đến 200.000 nhân dân tệ, khoảng 680 triệu đồng. Càng ngày người đàn ông càng cảm thấy mình đã mắc sai lầm, anh ta đề nghị gặp mặt nhiều lần nhưng bên kia không đồng ý, đưa ra nhiều lý do từ chối, thậm chí gọi điện video cũng bị từ chối. Vào tháng 8 năm nay, người đàn ông đã báo vụ việc cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát điều tra, hóa ra kẻ đào mỏ xinh đẹp mà anh ta gặp phải thực chất là một người đàn ông ở xa vạn dặm, nghi phạm là nhân viên điều hành chương trình phát sóng trực tiếp của một công ty chưa được công khai tên. Khi trò chuyện với người đàn ông ở Tân Cương, thấy anh ta có vẻ kiếm được nhiều tiền, nghi phạm nảy sinh ý định lừa tiền, rồi bí mật yêu cầu người đàn ông thêm tài khoản xã hội của mình để tiếp tục liên lạc lừa gạt. Hiện tại, nghi phạm đã bị công an bắt giữ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!